Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, đêm hội trăng rằm Sapa 2018 với chủ đề hướng tới du lịch Sapa phát triển bền vững sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018, tức ngày 13 tháng 8 âm lịch, với sự tham gia của 36 đèn đến từ các tổ dân phố, các trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Sapa. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đêm hội trăng rằm rực rỡ và lung linh sắc màu. Những ngày này, không khí làm đèn trung thu tại 23 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Sapa đang rất khẩn trương. Dù thời gian này thời tiết không ủng hộ, nhưng với tinh thần và quyết tâm cao, các tổ dân phố đều tranh thủ huy động người cùng nhau lên ý tưởng, phân công phụ trách các phần việc với mong muốn tạo ra những chiếc đèn trung thu đẹp mắt và độc đáo nhất. Tổ dân phố 7C chúng tôi có lý tưởng là giữ đúng cái bản sắc của văn hóa dân tộc của địa phương, là với anh chàng trai mèo dắt ngựa và cô gái ngồi trên ngựa để xuống chợ tình Sapa. Chúng tôi rất là mong muốn giữ được những cái bản sắc dân tộc của Sapa về cái truyền thống lâu dài, cũng sẽ đạt được những cái giải thành tích đúng theo những cái lý tưởng của mình để quảng bá về cái du lịch Sapa ngày càng phát triển hơn nữa. Các đèn năm nay khá đa dạng về thể loại, phong phú về ý tưởng, thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, các hoạt động sinh hoạt đời thường cùng với cảnh sắc và con người Sapa. Ý tưởng của chúng tôi coi như là thực hiện rõ là tận dụng tất cả những dạng phế liệu để tiếp tục coi như là tái chế hoặc là coi như là làm những việc hữu ích cho cuộc sống, chất lượng cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Để tổ chức thành công đêm hội hoa đăng, Ủy ban nhân dân thị trấn Sapa đã họp bàn và triển khai nội dung, phân công nhiệm vụ đến các ban ngành đoàn thể thị trấn, các tổ dân phố, các doanh nghiệp và các trường học đóng trên địa bàn. Có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tham gia làm đèn, cũng như kinh phí tập luyện cho các đội văn nghệ, múa lân, sư, rồng. Hoạt động này được tổ chức thường niên là dịp để nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng thời từng bước tạo thương hiệu đêm hội trăng rằm Sapa, quảng bá cho ngành du lịch dịch vụ, thu hút khách du lịch đến với Sapa. Đêm hội hoa đăng là một nội dung trong kế hoạch lễ hội mùa thu của huyện Sapa năm 2018. Thì ngay từ khi nhận được nhiệm vụ thì Ủy ban thị trấn đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung. Chất lượng đèn của năm nay thì có rất nhiều ý tưởng mới và về vật liệu làm đèn cũng vậy, hướng tới những cái vật liệu mà thân thiện với môi trường. Và những cái chủ đề hướng tới chung tay bảo vệ môi trường, đó là những cái điểm nổi bật đặc sắc của năm nay. Đêm hội trăng rằm là hoạt động nằm trong chương trình lễ hội mùa thu Sapa năm 2018 của huyện Sapa. Cùng với việc hòa mình vào không khí của đêm hội trăng rằm Sapa năm 2018 lung linh sắc màu, du khách còn có thể thỏa sức ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín tại các bản làng, khám phá đỉnh Phan Xipang hùng vĩ, trải nghiệm cuộc sống thường nhật của đồng bào các dân tộc thiểu số với những tour du lịch sinh thái hấp dẫn.